Vâng thưa quý vị, mặc dù sáng ngày mai mới chính thức khai hội nhưng hàng chục nghìn người đã đổ về đất Phật Yên Tử để hành hương, cầu may mắn, bình an cho gia đình. Theo thống kê mới nhất từ Ban Quản lý Yên Tử thì từ ngày mùng 1 Tết đến nay đã có hơn 100.000 lượt khách hành hương về Hội Xuân Yên Tử 2019. Số lượng này thì đã tăng khoảng 20% so với mọi năm. Mặc dù là lượng tăng 20% nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, xô đẩy, chen lấn trước ngày khai hội. Trước đây là thường là đi vào mùng 9 lên trên Hoa Yên ngủ và để sáng hôm sau xuống khai hội. Nhưng mà thực ra là gần những năm ở đây nó quá đông cho nên là đoàn chúng tôi là tránh. Tôi đi lên thì là tôi đi đường bộ thì rất là tắc. Và người đi tắc là lúc đi xuống thì các treo thì cũng tắc như thế. Thì khác với lễ hội khác thì ở đây là các cái vấn đề an ninh ấy, thì nó rất là thắt chặt. Cái công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cái Hội Xuân Yên Tử năm 2019 thì hiện tại thì lực lượng các lực lượng của Ủy ban thành phố Uông Bí, đặc biệt là lực lượng công an đã được huy động 100% quân số vào trong khu di tích để chuẩn bị cho ngày khai hội ngày mai. Ngoài ra thì các cái lực lượng khác như lực lượng của Ban Quản lý Di tích và Đường Quốc gia Yên Tử, lực lượng của Công ty Tùng Lâm, lực lượng của Thành đội Uông Bí và rất nhiều các lực lượng khác thuộc Ủy ban xã Thượng Ân Công cũng như phường Vương Đông thì cũng huy động tối đa. Lễ khai Hội Xuân Yên Tử năm nay có nhiều điểm mới như là chương trình nghệ thuật Yên Tử chào xuân với các tiết mục mới thể hiện không khí mùa xuân Yên Tử. Ngoài ra, người dân và du khách về với lễ hội Yên Tử cũng sẽ được tham gia các trò chơi dân gian như chọi gà, kéo co, ném còn, giải cờ tướng, kỳ vương Yên Tử. Được thưởng thức các màn biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực đình làng hành hương Yên Tử, biểu diễn nghệ thuật múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền, trưng bày hoa, cây cảnh, hoa mai vàng Yên Tử. Đến thời điểm này thì những công việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai hội Yên Tử đã được khẩn trương hoàn tất nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách về với Hội Xuân Yên Tử năm nay.